Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Khu Hải Chó Bản Địa Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bác là một em sù Bắc Hà trắng. Giới tính đực cho các bác nhá, mặt siêu đẹp luôn các bác ơi. Nhìn mặt này, rất là đẹp này. Mặt to như cái bánh bao này các bác, mặt đáng yêu chưa? Đấy, rất là đáng yêu nha các bác ạ. Chất lông này, chất lông khỏi phải nghĩ luôn các bác ạ. Sù tít luôn này, đấy, chất lông à. Các bác thì chất lông nhá, chất lông rất là tốt này. Chân tay to này. Mặt mũi rất là đẹp, đuôi to này. Đuôi rất là to nhá các bác nhá. Đấy. Mặt mũi thì khỏi chê luôn các bác ạ. À, nhìn mặt này. Rồi mặt như cái bánh bao này. Sắc không có mồm nữa, mồm ngắn quá. Rất là đẹp này các bác. Đấy. Các bác nhìn này. Mặt đẹp chưa? Mặt rất là đẹp nhá. Đó. Rất là ngầu. Mặt rất là đẹp. Bác nào bắt con này liên hệ với mình nhá, rổ mềm. Giá rất là mềm mại cho anh em nuôi trải nghiệm và nuôi chơi. Và sù cún này cũng rất là đẹp các bác ạ. Bông đuôi to này. Chất lông tốt. Các bác nhìn chân này. Đấy, tuyền màu trắng luôn nhá các bác nhá. Lưỡi đốm này. Các bác xem lưỡi này. Lưỡi đốm nhá. Đấy, lưỡi đốm này. Lưỡi đốm này. Ok, chân không huyền đề nhá các bác nhá. Đấy, chân không huyền đề này. Mặt mũi thì bao phê luôn. Rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Bông đuôi to này. Bông đuôi to sắp bằng cổ tay mình rồi. Mặt rất là đẹp này. Quá đẹp, giới tính đực. Con này tương lai lớn về thở 26-27 cân nhé các bác nhé. Trên tay mặt mũi to, chất lông tốt. Đấy. Quá đẹp. Ok, giờ mình quay cam sau cho các bác xem nhé. Quay cam sau cho các bác xem nó sẽ nhảy đáng yêu như nào nhé. Lưỡi đốm không huyền đề. Đấy, trắng tuyết. Do nó ở bản nên nó hơi bật các bác ạ. Đây, chất lông này. Sù tít mù luôn này. Kệ mặt em này. Siêu ngầu. Đây, mặt rất là đẹp này. Đây, bế cho các bác xem kiểu này mới rõ này. Đấy, mặt đẹp chưa? Rất là đẹp. Ok, giờ là mình quay cam sau đây các bác nhá. Đấy, cam sau đây các bác này, sù cún rất là đẹp này. Đấy, cái này thì nét căng luôn này. Chất lông tốt nha các bác nhá. Em là được 5 cân rồi đấy. 5kg. Chất lông này khỏi nghĩ luôn này. Cực kỳ đáng yêu, lưỡi đốm này. Đấy. Quay xa cho nó chạy theo cuốn chủ lắm các bác ạ. Rất là nhanh nhẹn. Kỳ đáng yêu luôn. Mày say như trong trắng thế sao mà tao quay được mày? Mày quá, đi xa đâu chị. Đi xa nó đuổi theo cuốn chủ quá các bác ạ. Kỳ đáng yêu luôn. Chất lông tốt đây. Mặt đẹp chưa? Đi chơi đi. Sù tít luôn các bác ạ. Chất lông sù tít mù luôn. Mặt rất là đẹp này. Bông đuôi to. Đuôi to thật. Đuôi nằm trên lưng nhá các bác ạ. Đuôi chuẩn chó Bắc Hà luôn đấy. Đấy, đúng là chó Bắc Hà. Đáng yêu thật. Đẹp. Rất là đẹp này các bác này. Đấy, các bác phải nhìn rõ luôn này. Mặt mũi phê chưa? Rất là phê chưa? Rất là đẹp này các bác này. (Cười)
quá đáng yêu. Đấy. Quá đẹp luôn. Giá cũng đẹp cho anh em. Đấy, bắt đầu bắt thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình là 0375519820. Mình để trên màn hình cho các bác nhá. Đấy. Mình ghi trên màn hình ấy, cả số điện thoại với cả số Zalo của mình ấy. Số điện thoại với cả Zalo mình đều là 0375519820. Cú hải chó bản địa Việt Nam. Đấy, đẹp chưa? Dáng đẹp nhờ các bác ạ. Áp phê luôn. Mặt mũi đẹp. Phòng dáng tốt này. Đấy. Nhanh nhẹn lắm các bác ạ. Nào. Về luôn. Đấy, bác nào bắt con này thì liên hệ với mình nhá, 0375519820. Cú hải chó bản địa Việt Nam, rổ mềm cho anh em này. Sợ ấy, thấy có người vào sợ. Đấy, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bác nhá. Bác nào bắt con này thì liên hệ với mình. Và kênh của mình cũng rất nhiều chú cún rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, số điện thoại mình là 0375519820. Bác nào mới vào xem kênh của mình thì hãy ấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những chú cún, những video chú cún đẹp nhất đến từ chó Bắc Hà nhá. Rất là đẹp này.